có biết trên bản tới và bơ dưới sông Thủy mình sẽ cho mấy đứa con ăn tôm sông nha các bạn, quá trời tuyệt vời. Tôm này là tôm nhất hết trơn nha. Ồ, quá ngon rồi. Đó, tôm nhất nha, quá tuyệt vời luôn. Tên này má tính làm món gì má? Rồi tên má sẽ ra nướng nha, nướng mọi cho đãi cho mấy đứa con. Đặc sản của miền Tây là phải nướng mọi thơm bưng luôn, nướng bằng vỏ dừa nước. Rồi bây giờ má bắt nha. Quá rồi. Rồi bây giờ là mấy đứa con nó tới rồi, thôi bây giờ mình chạy ra mừng. Bếp trên bảng tới nha các bạn. Có sông Thủy nữa. Hôm nay là các con gái xinh đẹp của Mai Nhi đã đến quá nhiều mong rồi đó. Đây Amy bếp trên bảng. Đây chị Bơ xinh đẹp. Chị Bơ luôn. Đây sông Thủy. Sông Thủy vlog nè. Đây là bé Yến. Bé Yến giờ quá dữ luôn. Bé chim bạc. Rồi đây là má Nhi. Chào cả nhà nha. Rồi bây giờ má đang bắt tôm để chuẩn bị nướng cho tụi con. Dạ. Và bây giờ là má con mình đi vô trong đây ngồi chút tiếp. Dạ, ok bác. Hôm nay là má đông khách quá nha. Đúng rồi. Má con mình vô trong này ngồi nghỉ chứ. Sự thật mà nói cho nghe, má chuẩn bị cho tụi con là bánh canh nha. Dạ. Rồi má là có được là 2 kg tôm sông bữa nay. Wow. Là má con tụi con ăn hết luôn nè. Nướng mọi đem ra ngoài đó má con mà súng nướng nhau ăn luôn. Rồi cơm cháy cái xác là sông Thủy thích nữa nè. Rồi bây giờ má đi đâu nốt đúng không má? Đúng rồi. Má muốn cho con chọn một quán. Con cứ chọn trong đó nè. Menu của má. Nè, nó thích là trong bao giờ phút mới có má. Rồi, cứ yên tâm đi, nhanh. Nhanh ha. Ừ, má chuẩn bị rồi. Con muốn ăn mực xào mà. Con ăn mực xào má. Con ăn mực áp chảo đi, tuyệt vời. Dạ. Rồi, mực áp chảo, 1. Dạ. Ừ, con có ăn cá lóc đồng nướng chua gom không? À. Bữa nay má con mình nướng gom luôn nha. Dạ. Ok, rồi, tới con. Thôi má chọn luôn đi. Thật đấy, má biết món nào má cứ chọn cho con đi. Món nào đặc biệt của quán thì má chọn đúng rồi. Nói chung là gỏi đu đủ tép chấu thì cũng bình thường. Bữa nay má con mình ăn tép chấu chiên bột đó, cuốn với cải xanh xà lách. Rồi má con mình sẽ ra vườn rau. Trước nhất má con mình hãy rau vô. Ở trong bếp ai làm gì làm, mình đem rau sạch của mình vô rồi mình ăn nha. Rồi để má nhớ còn gì nữa không ta. Gì nữa ta. À, con có ăn gà nước không? Gà nướng làm gì má? Xào mớp hả? Bây giờ muốn xào mớp hay là luộc nước dừa hay là nướng là má con phải nướng đó, hơi chậm á. Thôi xào mớp đi. Rồi ok, gà nước xào bầu, xào mớp. Dạ, đúng rồi. Hai cái. Còn gì nữa không ta? Rồi. Bao nhiêu cũng khá món này lên. Hay má chuẩn bị cho con nhiều rồi đó. Bây giờ má phải đưa cho tụi con qua bên cái miếng vườn bánh là tự tay má con mình vớt cá tai tượng lên. Wow. Rồi cho mấy anh là kéo con cái vô đếm để mình làm lẩu mắm, buộc là phải có 2 cái món đó. Đúng rồi, bếp xào của miền Tây. Bây giờ má con mình sẽ đi ra vườn rau. Dạ. Đi coi. Cho biết là 1 cân bao nhiêu ạ? 1 cân như vậy là nếu mà 3 nắng thì 1 cân có thể là 400 ngàn đó con. Mọi người mua thì cứ gọi điện cho số điện thoại của má. Của má. 0939 nha cả nhà. 288116 gặp má Nhi. Cái này là lóc xương hết rồi. Bên này như là con thấy là bên này khô rồi. Đúng rồi, đã có khô rồi đó con. Đây là một nắng là má. 1 ký vậy là 400 ngàn. Mình phơi cũng vậy. Mình mang rán xong rồi mình chấm với muối ớt đấy nhỉ. Đúng rồi, chút xíu con nhìn thấy con sẽ có 1 ký nha. Đi tới là đã chảy nước miếng rồi. Rán này. Bên này thì mới làm ngày hôm qua, hôm nay phơi. Mà bữa nay hơi nắng nè, hơi mưa mưa. Má có cái vườn cũng sẵn nữa kìa. Wow. Bây giờ đi đâu khai khu vực nhà. Giờ má con ra đó má sẽ hát một câu dân cổ. Trong vườn cũng chắc. Được rồi, là mình đi qua bên kia. Rồi.
Ừ, đi ra vườn củ sắn này, củ sắn này chị Diễm chỉ ra chỉ lên là thằng cánh cò bay luôn cả nhà. Dạ, đi qua đây. Má má dẫn cho đi. À, là má sẽ hát tôi dọn cỏ bên vườn củ sắn này cho tụi con nghe. Bố đâu rồi má? À, bố con có việc đi công chuyện rồi coi. Dạ. Chưa có củ đúng không? Ừ. Thử ạ. Để cho con nói chút xíu cho anh ngồi ăn nha. Dạ, đi đi. Rồi. Rồi. Trời ơi, giờ là xíu gì đó hả? À, má sẽ hát tặng cho các con một bài luôn. Lỡ rồi. Dạ. Củ nước ạ. Ô bé bắt. Ô nương. Đủ rồi quá nữa. Đồ to con tay. Rồi, bây giờ sẵn đi ra mà cái vườn này nha. Ừ. Má sẽ hát cho tụi con nghe một cái bài. À, bài này cũng như là má cũng mới học để thuộc thôi. Hát cho tụi con lần đầu nha. À, mà cũng biết nếu mà có không được hay thì khán giả cũng đừng có cười nha. Tặng cho các con. Anh kể cho em nghe chuyện mấy năm về chưa. Anh thường sang chơi mỗi lần em về phép. Đôi mắt nhung ngước nhìn ngơ ngác chờ nghe anh kể chuyện sông hồ. Rồi nũng nèo bá vai đòi anh phải cho quà. Đã nhiều lần anh quên quà cho bé, rồi bé giận hờn anh năn nỉ. Ôi những kỷ niệm em đềm của lứa tuổi hồn nhiên, như trăng khuyết rồi lại đến lúc trăng tròn. Thời gian qua mau em mỗi ngày một lên, không đúng nèo đòi quà anh cho nữa, nhưng vẫn đợi chờ không biết tại gì đâu. Đúng không con? Mình thích bài này. Tại vì thấy con nhỏ nhỏ đó chắc là đã đồ quà dữ lắm thôi má. Má sẽ hát bài này đầu tiên cho con nghe. Con luôn. Rồi thôi bây giờ ra thôi má, con mình đi cái đường này luôn nha. Dạ. Vô đường này được không Tấn? Dạ, đường này đi vào vườn sau. Vườn ra luôn được không Tấn? Hơi xa. Dạ, mình đi vào trong đi ha. Mình đi bắt cá tai tượng đi má. Bắt cá tai tượng con ơi. Dạ. Hôm nay là phải ấy mí tự tay giết cá tai tượng nha. Dạ. Rồi xong hỉ thì xuống dưới ao kéo nó vô đếm nha. Dạ. Mắm bồ này có cá linh nhiều không má? Má có làm không? À, cá má mới ủ nè. Má mới ủ nè. Má mới làm. Ừ. Má mới ủ ngày hôm qua 500 kg. Có con. Vô giờ đó má mới ủ ngày hôm qua. Cá linh con. Má mới ủ 500 kg. Ừ. Này nhiều muối nha. Đi ha. Ừ. Cho nó thích hơn. Đây một ủ nữa nè con. Đây. Cái này vô một cái khạp như vậy là nó tới 150 kg rồi đó. Đây. Wow. Ừ, dữ rồi. Nặng quá má ơi. Cầm gỗ cho má đi. Cái rất là kín luôn này. Rồi con cầm chảo cho má đi. Ừ. Ừ. Nào. Đây. Đó là má mới ủ là ngày 2 ngày nay. Ừ. Đó cái này 150 kg. Cái này còn muối hộp thôi hả? Rồi, muối hộp con. Khủng ghê. Dính cá. Rồi, thôi vậy được rồi con bỏ kim kia đi. Dạ. Ừ. Rồi. Má con mình đi bắt đầu là kéo dạ, cá coi nha. Đây cá đây. Nãy đây con chuẩn bị chút xíu con nấu món mắm cho. Chị ạ. Tháng nay hy sinh gì như nghệ thuật ha. Ta với lại hy sinh gì ai. Tại vì sư phụ tôi kêu gọi thì. Quanh đây là có rất là nhiều cây dừa này nha. Đúng rồi. Mình đi ra đây, cứ quanh ao này. Mình đi qua đây con đi khéo nha. Dạ. Đi qua đây mình bẻ gì trước cho mình. Áp vô chỗ nào có nhiều á. Em kéo cho. Kéo nổi này bị lông quá. Cả nhà ơi. Nhà má góc đây nếu là quanh má là toàn là có hoa quả này. Nhưng mà có lọ chầm chéo đây nhà em ý nhỉ. Đúng rồi. Ăn luôn. Ôi chầm chéo đây. Bây giờ mình hái đi, hãy hái đi vô trong đó có chầm chéo của anh Hải trong nhà. Ô, thơm quá. Anh Hải luôn nha. Đúng rồi.
đầu quán cà phê có chầm chéo. Ừ, có cái chầm chéo chút mình vô đó mình ăn. Chung này nè, chung. À bé luôn cho mấy đứa con. Xanh 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 này nè. Đào cao lên. Đào cao lên. Ăn thử một quả luôn. Ăn luôn. Ăn luôn. Cốc bị chua. Chảy nước miếng luôn á. Mẹ phải có chén muối ớt mới được. Chén ớt cho giật được cái cầm kéo nha. Sau này nè, cầm kéo là của Hải Sản Bao Tư Quy là thôi. Ăn cốt được ngon. Rồi thì anh Mỹ. Rồi tới dân rồi. Bé Mỹ Nhi. Anh Mỹ nhìn trái thì dạ. Cái này giòn. Nhưng mà ít chua. Ừ. Rồi bây giờ mình đi rồi. Có cái thang không ta? Có thang không? Kìa kìa kìa. Nhà máy nhiều vườn lắm rồi nha. Cũng thoải mái luôn. Ừ. Rồi bây giờ cho ông có gì ngoài vườn. Hái mí ra trong nghỉ gì đó nào là hái vườn cho. Cho cây luôn. Ừ, rồi để móc cái thang lên. Ừ, con hái vườn nha, vườn dưới này cho hai cái trên là vườn. Ừ, để nó lấy cái thang. Dừa rất là nhiều nha các bạn. Con là tính nhá cái khoảng cách mà đi xứ miền Tây rồi hả gì rồi. Ờ, má được, con nghĩ má ở bên kia đi cho đỡ nguy hiểm. Rồi, không ở bên này. Con dẫn ra, con dẫn ra. Con vào. À, rẽ dừa áp lực quá trời. Con đi xuống đầu con. Con dẫn kẹ, cả con dẫn. Con sợ chúng đầu lắm. Dục nó ra cho má. Cảm ơn nha con. Em Mí cẩn thận nha. Ôm trái dừa cho chặt ra để dê được. Nhớ cái lần đầu anh Mí mới xuống mặc váy trồng cây dừa. Cái này có cần phải lấy không? Con cứ dặn hoài đi, không dặn hoài. Rồi chắc nhớ được rồi đó, con gịch xuống đi. Gịch nguyên trái dừa xuống. Chắc xây dài vòng đó đi. Gịch mạnh nè. Không được má. Cứ quay đi, con quay nữa đây, con quay hoài đi. Quay hoài được á. Hái dừa nếu mà không có con dao thì cả nhà cứ quay xoay xoay này nha. Thì nó sẽ tự dụng á. Đây đây má nè. Được rồi, má bắt nha. Ồ, mạnh lên. Hai ba. Dữ luôn. Thôi con cái nó cũng lên luôn. Đúng rồi, dưới này hơi dày. Dừa này là rất là ngon luôn, dừa ăn nè. Ừ. Để đây đi, để cho. Ồ, giục mạnh nha má rồi. À, má bắt cho con nha. Ở dữ rồi, được rồi. Ừ. Qua bản đi mình hái dừa tâm quan. Hái dừa. Đục. Anh này đẹp trai quá các bạn ơi, mà ga lăng nữa, kéo cáo quá trời luôn nè. Kéo cá rất là nhiệt tình luôn nha. Anh này chắc gã sớm quá. Rồi. À nhà cá, con cá tới sữa con nè. Quá trời. Cá khỏe quá. Quá dữ, quá dữ rồi. Bắn qua rồi cho con cá nào đi. Mày con cái tượng đó thì con cái tượng nó bự chạy ổ ổ nè, nó chạy chứ. Trời ơi trời. Từ từ nằm, từ từ bình tĩnh. Cá tượng hồi chắc nước ngoài luôn quá. Rồi con cái tượng nó bự lên. Rồi bắt cái cá tượng đi đặng thả nó ra đi con ơi. Rồi, ăn ngon ngon sơ sơ thôi, mắt con cái bầy cừu đi con ta. Rồi đem hai này. Quá bự luôn. Rồi. Rồi đưa đây cao khác, đưa lên cái này. Tiếp theo.
này nhân nghiệp dư rồi quá trời vậy rồi. Tăng ơi, Tăng ơi. Dạ, dạ, dạ. Con cái dầu đem nữa đi. Quá đã luôn cả nhớ, đi vào vườn nhà má thì bắt cá thì có đã thôi. Nhưng mà chị em đang chưa có kinh nghiệm bắt cá nên là hơi lung tung thì cái em làm gì luôn. Con cá này nhìn nay là cho mấy cái con cá bự ú mềm luôn rồi. Ô, má xong rồi. Em má con mình là chụp một kiểu ảnh đi. Rồi cho chụp lên đi. Ô. Trời tiêu luôn rồi. Nè, đây đây ông sao ơi. Đây ông sao ơi. Đây, chị này đang nấu nước mắm nha các bạn. Khoảng bao lâu mà? À mấy cái kiểu này là má Nhi là ủ tới 2 năm rồi con. 2 năm. 2 năm nó mới giờ. Đúng rồi, mấy cái mới giờ đây nè. Ồ. Nhớ là được là đi xuyên kia là má cũng đang ủ luôn à. Tăng bỏ vô tăng nè. Ồ, quá ngon luôn. Đó. Rồi. Thơm quá mẹ. Thơm quá con ơi. Đó, giờ cháu nó đang múc ra nấu rồi đó. Bây giờ mình đi vô quán cà phê đó nấu rồi bắt đầu chút xíu nó nữa rồi mình đi ra mình sao mà khi ngủ xong rồi sẽ mang cho ra đây nấu à? À, à mình nấu là mình sẽ nấu bao nhiêu tiếng hả má? Sôi lên vớt bọt. Sôi lên bọt xong rồi qua má cái lược. Lược rồi. Đổ cái lược cũng lược lại. Lược cái cặn lại ở trên. À mình sẽ lược cái cặn. Má có mấy cái miếng vải gì? Bung ra để mà lượt, lượt cái sạch đó. Này trước đây mình cũng ở nhà quán nhà má là mình sẽ ăn nước mắm này đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi thôi bây giờ mình đi. Ăn thành phần nha. Super, khéo tay lắm. Ừ. Nghe chừng là có vẻ là không làm dâu được miền Tây rồi. Được mà. Nói nhiệt tình, té lên té xuống là được rồi đó. À, dâu miền Tây thì chỉ có một cách là chịu khó học hỏi rồi nhiệt tình là ok. Nó xấu lắm má ơi. Bây giờ đó là con biết cái gì chưa? Con phải chặt lên trên cái miệng, cái đó là con để cái đít thôi. Để cái đít trên rồi. Nó bằng rồi. Rồi, con chặt cái miệng, đúng rồi. Để ừ, đó, đúng rồi. Ừ, còn cái kia con để cho nó bằng. Mạnh xuống con, mạnh tay. Biết cách chặt đấy má nhỉ? Rồi, mạnh tay con. Nó mới đúng. Ôi, thế này không lấy chồng rồi. Không sẽ lấy chồng miền Tây được rồi. Hôm nay là mình... Rồi, con cái gạt tiếp tục, đúng rồi. Cái dừa này da mỏng, dừa này gáo bự. Đó, được đó con, nãy ra con. Ừ. Cố lên, cẩn thận. Cố lên con. Này là gáo bự. Rồi, này gáo bự. Ừ, con ok rồi, rồi. Rồi. Ô, ngon luôn. Rồi, giặt mạnh vô chút nữa con. Nào, sẽ là chặt vô. Ừ, phải, cho giặt xuống. Cho giặt xuống. Chạy nghe con tiếp tục, tiếp tục giống nãy nha. Rồi. Rồi, nghe chừng là có vẻ hơi bất thường rồi má. Ừ, bất thường rồi. Đến bàn tay của má Nhi. Tới khúc này thôi rồi. Vậy là chặt dừa tốt nhất rồi đó phải không? Chỉ là được rồi đó. Ừ. Rồi. 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 Rồi.
Giờ phải hóp miếng ngọt ngay luôn. Rau nghỉ hóp miếng chứ. Uống đi, con đang bị bệnh. Con đang bị bệnh con đây mọi người á. Dạ. Yeah. Rồi đưa cho chị. Uống đi. Ừ đó uống vậy mới ngon đó. À, uống vừa là đừng uống hút. Dạ, ừ, đó. Con uống cái này cho nó mát ha. Ngày xưa mà má mới 14 tuổi rồi mà má thèm trái dừa má leo ngon. Ngon đó con. Ngọt, ngọt, ngọt lừ luôn. Đi một lụ nữa nha. Quá dễ thương. Đây rồi mọi người uống lại cho em. Lấy em đi. Ừ. Uống miếng được lấy mọi người thôi. Không không con. Con uống là người cuối cùng rồi. Con uống hết trái luôn nha. Mát chị. Mát rồi mát. Mát. Được không? Ừ. Thôi cũng vậy đó, mới đúng người miền Tây. Ừ. Để con chặt cái này cho caramel ha. Ừ. Caramel ba bữa nay hơi nóng mình. Hơi nực. Hơi nóng. Đó, mạnh tay rồi cho nó bằng cái gan này. Đó, ừ. Sau khi má chỉ xong chị Pơ có vẻ khuôn tay hơn đó. Đó, cái lý rồi đó. Ừ. Có chồng được đó em. Chồng được rồi, chồng miền Tây được rồi. Ôi, nhưng mà nó trơn quá. Ừ. Mạnh tay con đó. Chặt cho ngang qua cái răng giống như mình để cho nó đứng gái mà đó. Chặt dừa được hoặc là cái gì đó hoặc là nấu ăn được là có chồng được rồi đó. À, mình thường là miền Tây là con gái chặt dừa này là xông xáo hơn một chút là lấy chồng nữa ha. Đúng rồi. Ờ, rồi. Chuyến này về chắc má Nhi kiếm chồng miền Tây cho hai đứa con quá. Dạ, bình thường ở trên con là con gái mà muốn lấy chồng là cũng phải biết lấy củi này. À, chân phải to này, mông phải to này. Không, mà sự thật mà nếu mà gái các cô gái Lai Châu mà đi về miền Tây mà đặc biệt Cần Thơ mà có chồng chắc thôi. Tuyệt vời luôn. Rửa đi, rửa. Máy nóng quá tự ngắt rồi. Rửa cho máy nghỉ một tí. Okay, okay. Còn không cũng ngắn thời gian đi qua kia quay ăn đi. Được chị được nha. Máy nóng quá trời nhưng mà thơm chưa? Ngon rồi con ơi. Đây là cá lóc luôn á. Đúng rồi con. Cá lóc thì nướng vô dừa. Miền Tây. À, bên tôm, đây là tôm xong, tôm đặc biệt tôm xong rất là thơm ngon nha con. Đây đang chín rồi đó. Yeah. Rồi con cả bạn chín má nha. Mà con mình nướng. Nhưng mà tự tay mình nướng lên là ăn là nó ngon hơn đấy má nhỉ. Đúng rồi con. Mình nướng lên. Cá con nghĩ là chín rồi má. Bắt cái đầu. Cái phải đó. Bên này là đang nướng gà cả nhà. Đúng rồi, có cái đầu gà với chân gà là anh đi không quay được. Đúng rồi, nhờ má cắt. Hôm nay má chuẩn bị nhiều món ăn á, không ngờ luôn. Hôm nay mà con má chờ biết trên bản từ Tây Bắc về, má bảo là lâu lâu hai chị em mới xuống đây là má nấu cả món miền Tây con cho mình ăn. Hai tiếng tôm xong luôn. Ngon quá con gái ơi nè. Ủa, tuyệt vời luôn. Tôm xong này thơm lắm con ơi. Nhưng mà đặc biệt không phải dễ kiếm, bữa nay là con hên á. Con về cái nó điện 2 ký tôm xong có liền, tôm nhất luôn. Bình thường là cũng khó kiếm. Khó kiếm, khó kiếm con. Và ở dưới trước con đi xuống nhà chị Ánh Cua ấy. Đúng rồi. Nhà chị Ánh Cua nhiều tôm lắm á. Đúng rồi, đúng rồi. Gọi là tôm sú á. Tôm sú thì nó dễ hơn, còn tôm xong này là con biết khó kiếm lắm. Tôm xong này trước là con cùng anh Hải chị Quyên lên đây làm má cũng nướng một lần cho bọn con ăn đúng không? Con đó rồi. Cái này cá lóc nướng chui rồi, giờ má sẽ cạo cái kiểu cá lóc cho con coi. Dạ. Đứng đó đi. Rồi, cá lóc nướng chui thì các bạn thấy là phải cạo gì đây? Dạ. À, nó sẽ ra. Cái kia mình nướng xong mình sẽ cạo như thế. Gì đó con. À, nó sẽ ra cái vỏ, nó chờ cái kia con. Ừ. Đó, bác cạo. Mấy bát cơm. Đúng rồi. À, nó đen nhưng mà má cạo rồi là chắc tư liền, thấy chưa? Nhìn đen đen thế thôi nhưng bên trong này trong đó xong rồi trắng tư là vàng khè luôn. Vàng khè luôn đó. Đó đã chưa? Đó đã chưa? Con cạo coi, con cạo tiếp má đi. Ăn cơm rồi lấy cái gỗ ra đây con gắp cái đó cho má đi. Rồi. Rồi con gắp đi. Con gắp xong lên lên đĩa luôn em anh nhá. Nó sôi thì phải nhớ. Để xem. Rồi, con gắp vô gỗ đi. Gỗ con là gỗ tôm, gỗ má là gỗ cá. Dạ. Thơm á. Ngon luôn. Rồi, má con đó là tuyệt vời luôn. Hôm nay là con cũng có phần ăn lắm. Ăn ngon còn ngon không nha. Cảm ơn má nha. Ừ. Má chuẩn bị cho nó
Ừ, rồi má móc má lên Lai Châu thì con nhớ cho con ăn đà, má ăn đặc sản cho nó nha. Dạ vâng. Rồi về. Má lên rồi. Ở trên Tây Bắc nha. Đúng rồi, về về con nhớ cái vụ mà 2 kg châu quắt bếp chưa? Con nhớ rồi. Rồi 2 kg lợn quắt bếp. Dạ nha má. Châu nha. Châu. Đó, các bạn thấy cái lá cuốn chui nè, đẹp tuyệt vời chứ không có cái đen gì nha. Đó, cạo cái này nha. Rồi con gắp hết luôn đi Tâm. Đây là 2 kg thôi à má? 2 kg luôn con. Nhiều ghê. Đây cái tôm mà tôm xong á nó nhẹ con. Không hồng nữa nặng cái tôm xong nhẹ. Đó má cũng xong luôn. Rồi má xong rồi hai má con mình đi. Rồi má xong luôn con, xong má xong luôn. Quá tuyệt vời. Wow, quá tuyệt vời. Ôi. Ừ, thơm quá dạ. Nhưng mọi người không ui, có được. Ui, rồi. Hai má con mình bắt đầu đi đây. Dạ, chị là mình đi nha. Mang lên đĩa đi. Mang lên mâm luôn bác. Hai ba. Sau bao thời gian chuẩn bị thì bây giờ là mình cũng được ăn cơm với cả nhà. Bây giờ má có thể giới thiệu cho con các món ăn nha. Để má giới thiệu nha con. Dạ. Trước nhất cái đầu đây má giới thiệu một con cá tay tượng. Con cá má này con mình bắt đây. Đây. Nè con vừa nãy mình bắt rồi, con đây là tôm càng xanh. Yeah. Thiên nhiên của sông Hậu. Còn đây là bánh canh ngũ sắc à, đặc sản cái này nhiều màu lắm nè, món đó là con thích nhất luôn đó. À, chúc là chúc con ăn ba chén nha. Wow, có tôm bên trong món này đúng rồi, đúng rồi. Bánh đã canh là bánh canh tôm nha con. Yeah. Bánh canh ngũ sắc nấu bằng món tôm. Món này mà chị Song Hỷ thích này. Cái này là con thấy má đang nhào bột luôn á. Đang má đang nhào bột rồi. Yeah. Đây là món nãy giờ má con mình đi bắt cá má, cá dầu đen. Cá chan đen. Cá dầu đen đây, có lẩu mắm đây, lẩu mắm đây, lẩu mắm trong lẩu mắm thì ta có thịt ba gọi nè. Con thật sự là từ một lúc mà con đi miền Tây giờ là con nhớ món này nhất nhá. Dạ con rồi, chúc con ăn món này nhiều vô nha. Mẹ lần đầu tiên rồi. Đây là cá lóc đồng, cá lóc này cá lóc đồng thiên nhiên. À, thay vì nướng rôm nhưng mà má nướng bằng vỏ dừa cũng ngon giống nhau. Yeah. À, đặc biệt của miền Tây là tép chấu chiên bột ăn với rau sạch của Quang Nhi chồng đây. Tuyệt vời, má con mình lấy nè. Yeah. À, ra nhổ đó. Yeah. À, còn về hải sản thì mực áp chảo. Đây là món này bạn Yến thích này, vừa nãy Yến vừa chọn áp chảo. Chúc con nhớ ăn con mực này nha. Yeah. Còn đây là cá sát kho bằng cái nước mắm nhĩ cá linh của Quang Nhi đang nấu rất ngon với cái đường gì đó má. Đúng rồi, trời ơi, đặc biệt là phải có đường tốt lốt nha. Đường của Song Hỷ bán cho má Nhi có thể là nhập một lần 50 keo của con á. Dạ má vừa xài. Má vừa chốt đơn 100 hũ nữa. Đúng rồi, rồi bây giờ má trong đó má sẽ thắng chạy chỉ má để cho dạ, mấy hũ má của má à, rồi má làm nước màu. Ở An Giang là nổi tiếng nhất là đường thốt nốt đấy. Đúng rồi, nếu mà mọi người muốn mua mọi người ủng mua ủng hộ chị Song Hỷ mọi người cứ gọi điện cho số điện thoại là số điện thoại của Song Hỷ là 0344226262. À 0344226262 là Song Hỷ Song Hỷ á. Ừ, đặc biệt là đường của con gái mình là không có quá chất, rất là thiên nhiên cũng như dạ. Má Nhi ở đây làm những cái món sạch luôn. Dạ. Rồi đây còn đây là cơm cháy cá sát nha các bạn, cơm cháy cái món này là tuyệt vời luôn. Cá sát này cũng sông Hậu luôn nè, cá sát sông Hậu luôn. Mà kho dưới nước mắm của Mai Nhi dưới là đường thốt lốt của Song Hỷ. Ôi ôi nó thơm gì đâu mà nó lăn trời ơi. Má ơi làm con hèm quá má. Rồi 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 thôi cho chạy trong nghỉ ăn bánh canh trước đi. Còn con hèm cái này phải không? Má sẽ cho cái này vô trước. Bây giờ trong thời gian chờ đợi mình sẽ để cá rồi để đi. Mình sẽ để cá trước ha. Đúng rồi. Còn bánh canh cho má trước ha. Còn cứ lấy đũa này con gấp đi nữa, lấy đũa mới bỏ vào liền. Rồi, mình sẽ để bò cá vào trước này. Đúng rồi, khi mà mình rồi. Ăn bên đây. Đây má con mình bắt đấy. Đúng rồi. Mẹ con mình bắt lên bờ xuống ruộng đó. Em mình bỏ vào trong nha. Đây chị Song Hỷ. Ok ok, rồi. Mời má chưa? Rồi, rồi má má chưa? Một khứa này ngon nè con, khứa này ngon nè con. Đó con. Đó cong lên là cá là má thích cái khứa đó. Ăn cá là có hết nhất cái phần bụng á má. Đúng rồi. Ngon phần bụng á cho trong nghĩ cái phần bụng này con. Dạ đây đây đây. Ra đây có rồi đây. Rồi một khứa nữa đây béo này. Nha, ngậy lắm á. Mỗi lần mà về má là có một cái không khí vui nhộn rồi má. Đúng rồi. Má là rất là nhiều năng lượng nha cả nhà. Rồi. Hôm nay là Song Hỷ là bệnh nên là Song Hỷ má cũng nghĩ không biết sao má đi đám hỏi của Phan Diễm về.
Dạ. Quận đi má khỏe mà quận về má khỏe rồi tới nhà má khỏe không? Nhưng mà lúc má về con không có hay. Vậy đó. Đúng dạ. Thì đồng quá đó, má đồng quá. Con cũng đi vô phòng con trốn luôn chứ mà con xuất hiện là con xỉnh. Đúng rồi. Rồi thôi má con mình ăn ấm dưới đây nha. Mời cả nhà nha. Lời đầu tiên cho con cảm ơn này, má đã chuẩn bị ra nhiều món ăn cho bếp trên bản từ trên Tây Bắc xuống. À, đặc biệt là món lẩu mắm này, còn thèm mà mấy hôm nay rồi đấy má. Mấy suốt ngày kêu thèm. Bữa nay nè. Món lẩu mắm này của Ai Mí nè. Dạ. Món bánh canh thì của Sông Hỷ nè. Dạ. À, con là món gì? Con cá tai tượng này của má. Ôi đất. Con cá tai tượng. Vậy là chắc to mình để cho má nha. Dạ. Dạ. Còn con bé Yến. Yeah. Bé Yến là con mực áp chảo. Mực là bé Yến là trực tiếp chọn luôn á. Còn là bé Yến là con mời má mời cả nhà nha. Rồi đúng rồi. Mời cả nhà nha. Ừ, quá nhiều cơm má luôn nha. Ừ, rồi con dùng đi. Đây là má ưu ái cho tụi con rồi đúng không? Má ba về chưa? Chưa, ba chưa về con. Ba đi chợ rồi con. Ba đi chợ rồi con. Mời mọi người nha. Chị ăn đi chị xong rồi nha. Ờ. Dẻo ngon á. Mình giống như em bé vậy đó, mình phải cắt ra cái sợi bánh canh đó. Đó, mình sẽ múc như vậy. Vừa có tôm mà vừa có bánh canh. Ngon xuất sắc hết cả nhà. Mời cả nhà nha. Dẻo bánh canh ngon. Đúng ngon đấy. Đẹp đẹp. Đổ mồ hôi có cái khăn này mới chậm đỡ quá. Bởi vì nói sao mấy bà già xưa phải có cái này à. Dạ, đây để lau mồ hôi mắt. Đúng rồi. Rồi bánh canh này béo quá. Ngon quá. Nhưng mà mấy con ăn ít thôi nha. Con thích ăn món ngon thì ngon cũng ăn ít thôi. Còn nhiều món ngon, giống tôm, ngọt hơn. Quá trời nhiều món rồi. Ừ, các con phải ăn hết nha. Con thích nhất là cái sự mà cầu kỳ của cái sợi bánh canh của mẹ má hả? Là những cái nguyên liệu mà thiên nhiên. Nên là ăn rất là tốt. Đúng rồi. Nhiều tôm. Màu xanh là màu tím này, màu đỏ này, màu trắng. À, qua đậu biếc là má trồng ở bên vườn này rất là nhiều. Trái gấc thì má trồng đó con thấy đó. Rồi đá cẩm má cũng trồng. Rồi lá dứa đó. Cả đều má trồng nhà hết, thiên nhiên hết. Thôi, còn thôi. Cái món này hồi nãy của Ai Mí. Gà rất là bầu. Tuyệt vời luôn. Đúng rồi. Ăn miếng thôi. Ăn nước nha. Ngon lắm con ơi. Đây để con mời má nha. Chua má ăn hết mới được. Đây để con ăn trước đi. Có đùi nè. Con ăn trước đi. Cái đùi để chị đi. Hôm nay chị xong thì cũng đang bị cảm. Phải mặc cái con này nó có phục đâu bự thôi. Con này nó nhỏ quá. Dạ, em ý xin phép mời mọi người nha. Rồi, em ý ăn trước đi. Thôi. Bây giờ phần này cái đùi này để gấp cho má đi, má để đi tí xíu mà ăn nha. Phần này thì để chị có mấy cái đùi. Gà này xào với nước ngọt nữa cả nhà. Phần này là chê bé bơ nè. Dạ, em cảm ơn chị nha. Và bé Yến nha. Bé Yến là mẹ. Bé Yến là còn nhiều lắm. Dành cả đĩa cho gà này gọi là gà gì má? Gà nước mà ta cũng gọi là con cúm núm đó con. Cái này là thiên nhiên cũng như là con chim á. Con chim cúm núm. Còn ở Tây Bắc có thể ta gọi gà đồng. Chim xin phép dài. Thịt này mình cho bé Yến nha. Thịt với cả da em á. Em xào với mướp ấy. Nó ngọt lắm. Ngọt lắm con. Mướp nó ngọt hơn á. Thôi để em ăn hết, chị ăn hết cái phần bánh canh mới được lâu lắm mới ăn lại được á má. Em phải ăn hết. Ngon quá. Thật sự là con biết là nhiều món ăn ngon rồi nhưng mà món bánh canh này không thể cưỡng lại được á chị nhỉ. Nó một cái sức hút gì á. Nhưng mà mọi người đến thì em nghĩ là mọi người đến là quán là mang nhiều môn thì mọi người nên gọi món bánh canh này. Ngon quá con. Cũng cực khổ lắm, nấu phải làm bột phải trồng cát cái loại màu bông hết. Mọi người cho tên má nhà bộ là má. Mọi người có thể xem ở trên kênh của má. Bây giờ má Nhi là cũng có kênh YouTube này nhỉ. Nhi Ô Môn. Má Nhi Ô Môn nha. Các bạn ủng hộ má Nhi Ô Môn. Và má Nhi Ô Môn sẽ có những cái món đặc sản của miền Tây. Đó là nước mắm nấu từ cá linh, nước mắm truyền thống nha các bạn. Còn có một cái món là ngon nhất xưa nay, đó là cá lóc cẩn. Cá lóc thiên nhiên. Má Nhi làm 3 nắng thì má Nhi bán chỉ có 400 ngàn một ký thôi. Các bạn nào có ăn thì alo 0939 288 116. Còn nước mắm thì có hai loại. Nước mắm nhĩ thì 200. Còn nước mắm mà ăn thường cũng là ngon, một ký cá linh ra một lít nước mắm là 150 nha các bạn. Rồi các bạn nào có ăn thì nhớ gọi cho mọi người gọi điện cho má Nhi nha.
0939 288 116 sẽ gặp má Nhi. Dạ, và đặc biệt là mọi người đến Cần Thơ, mọi người muốn ăn các món ăn ẩm thực ở miền Tây ấy, là mọi người cứ đến quán Nhi Ô Môn. Nhi Ô Môn, món ăn dân dã truyền thống đặc sắc. Dạ. Này còn chưa chín đâu, còn chút nữa đây con. Em để đây nó sôi, nó sôi lên là vừa. Rồi bây giờ mình ăn tôm, má con mình ăn tôm. Dạ, đây để con lấy tôm cho má nha. Rồi, đặc sản miền Tây đây cho con, đây cho con dĩa đi con. Ừ. Trời ơi. Để em mời chị. Ừ. Chị Bơ nha. Sao nổi. Ngon không? Chị cảm ơn chị to này. Ăn đi nghe. Chị con này. Ăn cái cảm giác coi nó là sao. Dạ. Nè, Amy lấy con này nha. Ừ. Con mười má nha. Ừ. Tôm sống khẩu. Gặp này con hút với cạch thôi. Tôm vừa nãy. Trời ơi, to má. Ừ. To quá. Nhất là con. Này của con là có lọc ăn. Ừ. Má tôm này khó kiếm lắm chị. Khó kiếm. Ừ. Tôm nuôi thì dữ vậy. Nhưng mà mình may mắn nha. May mắn. Cứ đến là sẽ có. Ừ, xong xong thì khó kiếm. Hôm nay tự nhiên má nó có sẵn rồi. Này rồi, đâu có. Con con điện là má đi chợ má mua luôn á chứ. Nghĩa là má vậy là má lo cho tụi con quá. Đúng, đúng rồi. Má chuẩn bị. Má chuẩn bị chu đáo. Ui, đây nè. Ồ, còn hút bên cạch đây, còn hút bên cạch đây. Hút bên cạch đây. Dạ. Mịch nha. Một cái nha. Còn tưởng tượng nữa thôi. Bình thường là anh Hải hay hút nè. Ừ. Ăn giáp Hải nha. Wow. Nè các bạn nè, tôm mà lột không có mất thịt nè. Săn chắc ghê luôn. Săn chắc luôn. Rồi. Quá kìa con. Ừ. Quên mình đã quên đem chấm chéo chấm nha. Đây caramel nè. Này mà chấm với chấm chéo. Sapa TV buổi trên là. Rồi con lấy cái chấm chéo ra con. Có dầm chéo ăn mới ngon. À, đây là nhà má cũng có dầm chéo luôn má hả? Cũng lấy của Tiên về đây để má cho khách dùng. Dạ. Nếu khách nào cần khẩu cá điện cho Hải thì má có sẵn luôn. Dạ. Má cũng vẫn là 200 ngàn ba keo. Nhưng các bác là ở gần đây mọi người muốn ăn dầm chéo mọi người cứ ra quán nhà má nha. Đúng rồi. Đó, đây có dầm chéo thì mình... Đây, có dầm chéo đi, cho dầm chéo ra đi, nhân nhân. Một chén một được rồi, nhiều đi. Cho một cái tắc vô. Đây các bạn. Dạ, ôi, má tôm cũng xong. Có tuyệt vời luôn nha. To nha. Tôm xong chắc thịt, săn thịt nha cả nhà. Này từng này mới có 2 cân nha chị ạ. Ồ, từng từng đó nó nặng đó con. Ừ. Đây. Béo vậy à, gặp không ạ. À? Lần này là con đi xuống cùng chị Song Hỷ xuống miền Tây ấy. Là chị cũng có bảo là bây giờ đang mùa nước nổi là nhiều tôm cá chứ. Đúng đúng đó con. Hiện tại giờ là cá đồng đó, như cá lóc đó, cá thiên nhiên đó con. Nhưng mà phải tranh thủ để mà nếu mà qua giờ nhanh con ra một chén một thôi con. Rút nước. Rồi đem keo chấm chéo ra đây luôn. Anh chị có bảo là một tuần thôi, chỉ trong một tuần là nước sẽ rút hết. Đem keo chấm chéo lại. Bữa nay là không còn bao nhiêu nước. Rồi, đứa con nào thôi giờ tới má làm trước đi nghe. Dạ, đây má làm trước đi. Ôi có cái này cháu à. Ngoài của má có 4 tuổi mà ngày nào không có chấm chéo nó không ăn nha. Dạ. Cũng như heo bố con. Đúng rồi, mình ăn được cay ít thì đây mình sẽ ăn ít. Ôi má ăn cay dữ nha. Ăn ngon ha. Má ăn cho con xin chấm với chấm chéo. Đây, chị em quậy lên á, quậy lên cho nó tan. Hình như má để nước hay sao á. Ừ. À, chanh hạnh. Ừ. Má thì phải miếng hạnh mới được con ơi. Ừ. Ăn kiểu miền Tây. Cũng ăn nè. Ăn chua chua cay cay á má ha. Đúng rồi. Ăn kiểu miền Tây. Ừ. Má ngon luôn. Chấm miếng thật mà nói không. Không có chấm chéo làm như thiếu thiếu gì. Ăn con là chấm luôn. Ngon quá con ơi. Này chấm được hải sản này, cũng chấm em. Chấm được tất cả rau củ quả nè. Ăn cả các loại thịt luôn nha. Mình ấp gà này kia ăn cũng ngon lắm em đúng không? Thịt heo, thịt gà này kia cũng ngon. Amy Chipper là cũng đang phân phối của anh chị nên mọi người mua cứ gọi điện cho Amy qua số điện thoại 0923 456 766 nha. Ok em. Chốt đơn. Không nghĩ là con cho thêm rau vào lòng mắm hả? Được rồi, cá chín chưa? Ừ, được cá chín chưa? Không, rau mềm. Nhưng bây giờ mình ăn cơm cháy cá kho. Cơm cháy con rồi. Cá kho đi ha. Em nhìn cái cơm cháy má làm. Cơm cháy ngon lắm. Con ơi, bây giờ mình kia cơm cháy đi. Cơm cháy đây là má là làm nguyên cái khuôn, nguyên cái chảo nữa nè. Con muốn hỏi một giây bắt trước má làm. Nhưng mà làm nó bị dính má ơi. Dạ. Phải có kỹ thuật á. Đúng rồi. Này con nhìn má dễ làm quá. Con về con làm gốc cũng làm nhà ăn không được. Nó dính quá trời luôn. Em cầm nha chị bẻ. Dễ nhưng mà khó làm ha chị. Cái này mà nãy giờ cũng lâu ha, nhưng mà nó vẫn còn cái độ giòn á. Má ơi,
Bây giờ mình lấy cơm cháy trước đi rồi xong rồi mình sẽ đem cái kho qua. Đây em. Dạ, em cảm ơn chị. Đó, này của em Yến nè. Dạ em cảm ơn chị. Còn phần này là cho bé Yến rồi nha. Bé Yến rồi để đây nha, tí xíu ăn nha. Được. Này nhiều lắm, cảm ơn. Okay. Nặng luôn. Đây mình bây sẽ chấm cái kho cái cá này là cá xác. Đúng rồi. Cái còn cá xác này. Rất là ngon. Ở dưới má là kho một cái là không có bị tanh nữa. Yeah. À, bây giờ mình sẽ lấy cái chén đi. Rồi mình múc ra. À, ở đây thì có phân nửa nè. Yeah. Có tép mỡ. À, ghê ăn có à. Ăn cả như vậy chứ mà em mà múc ra thì nó sẽ bị bể hết. Đúng rồi. Em phải lấy nguyên cái luôn. Mình sẽ chỉ chấm thôi. Rồi, không. Chấm. Ăn như vậy chấm đó. Chấm ăn với cá luôn nè. Rồi, cho má miếng coi. Ồ, quá ngon luôn, tuyệt vời. Cái xác cá luôn nè. Nước nó đúng rồi. Chôm chôm. Cho em nhiều nước chị, em thích nước chấm. Chấm ngập ngập luôn. Rồi em cảm ơn. Rồi con ăn con cá luôn nha. Mình rồi. Chấm con mình chấm đi. Ok, con sẽ ăn cái đầu, thích cái đầu cá luôn. Thích đầu béo. Phần này như còn giòn lắm. Này còn cho em Yến. Ngon em biến quá. Là caramel này. Cho lên đây này, cho lên kiểu này nè. Đúng rồi, biết ăn quá trời ta ơi, bơ giỏi quá. Ăn nhiều quá. Nhưng mà má làm được ăn quá. Đúng rồi. Ngon quá rồi. Cá ngon, cháy ngon. Chấm nó hợp quá. Má để đây á, má biết cách làm á là để đầu. Chứ mấy chỗ con thấy ăn nhiều chỗ ta không có để đầu. Đúng rồi. Cái đầu nó ngon hơn. Nó béo hơn. Rồi. Má ăn nè. Ăn cảm ơn. Quá càng ngon. Thơm mà. Có hơi cơm thì thơm, cơm cháy, thịt giòn, còn cá thì béo. Rồi kho với cái nước mắm với cái đường thốt nốt của Song Hỷ. Cá ơi nó thơm. Đúng rồi, thằng nào ăn đường thốt nốt của chị Song Hỷ nên nó cũng đúng rồi. Không quá ngọt gắt cả nhà. Má là bây giờ má nhập đường thốt nốt của chị thơm nữa. Bây giờ ăn mình nghe cái này nó tại sao nó có cái chất kẹo kẹo ngót ngót mà nó không có ngọt như đúng cái rồi, khác dạ. Mặt cái kẹo này là của đường nhờ đường của Trung Mỹ rồi. Thà nào má nhập đường của chị Song Hỷ đúng là mình làm các món nguyên liệu đó, cũng phải là nguyên liệu ngon thì món ăn nó mới ngon đúng được má. Má ngon không ạ? Má ăn ngon đổ mồ hôi luôn. Không biết là lộ mắm xong chưa má nhỉ? Rồi Song Hỷ con nhớ nha. Dạ. Nhớ gửi mà khăn chằn tắm cho má nha. Gửi cho má 10-20 thì không biết. Dạ. Cũng có thể anh chị em tới đây má tặng cái khăn tắm cũng được. Đây má cho mình má. Khăn này mình hay gì lúc xưa mình bà là khăn chằn tắm má. Còn bây giờ con là con design lại là hành tròn cổ nè. Rồi, còn là quán đầu nè. Còn là ai muốn tắm thì chàng hoặc là mình chùa mình cũng được. Nó hấp hút mồ hôi. Mà cái màu này má thấy đẹp quá nè con. Mẫu này mẫu mới của con. Rồi đúng rồi. Nha. Con cho má hai ba cái màu này nha. Với cả này là màu đen. Khăn nha cả nhà. Đó, cái phần này phần bụng nè. Cho đổ trắng mới đi con, đổ trắng mới đi. Phần bụng rồi, cứ lấy trắng mới ăn hết. Đó, em rồi. Nhá phần bụng nè. Nè ai miếng chipper thì ăn miếng này. Các bạn caramel là thường cố gắng một triệu một chút nha. Mình phải đổi chén liên tục cho nó ngon. Đây, ăn mình muốn giữ cái này mùi xoăn xoăn lên này. Em ý cũng mề mắm hay là cái gì cỡ nào cũng phải mắm trước ha. Ở nhà con là mỗi làm món khách á là con thường làm lẩu mắm. Đúng rồi. Khách miền Tây, khách mình là mình quý là mình thường đẩy rồi bọn rồi, lẩu mắm rồi, đó. Đúng rồi, lẩu mắm thì đặc sản của miền Tây đó con. Ai mà ở đâu về cũng phải thích muốn ăn cái lẩu mắm. Rồi. Đây má ăn trước nè. Lẩu mắm mình ăn con nhớ lắm. Ngon quá. Đợt đó ăn với anh Hải. Biết nhảy á. Anh Hải anh thấy ngon quá ăn cái bị phỏng miệng. Nhưng mà chấm chấm chéo mới ngon nha. Dạ. Thấy chấm chéo lại chấm tất cả mọi món. Mẹ ăn ngon. Ăn ngập mồm mọi người. Ngon. Ngon nhưng mà nóng nè con. Ăn giòn giòn nó nóng. Quá béo quá trời. Con tưởng tượng mày xuống ra bắt con cá tươi sống lên rồi. Còn gì ngon lắm đó con. Là cái anh Hải con ăn lần bóng tiền. Có cá gì á. Cái vậy quá ngon. Cho ăn giòn giòn á. Con cá rồi. U quá đây lên. Chấm chấm chéo nhiều nhiều vô.
đó. Đúng rồi, ăn cá mình tự tay bắt ra ngon má nhỉ. Đúng rồi, ngon. Giờ mình phụ bắt. Bắt càng ngon luôn. Dạ. Con cá mình bắt mà má rồi tự nuôi nữa. Nên là mình biết được cái nguồn gốc của con cá nó ăn những cái đồ ăn sạch. Cá ăn cơm. Mình yên tâm nữa. Cá ăn cơm. Bởi hình gì mà Lê con thích nhất là cái món tai tượng này. Rồi tai tượng con ăn này rồi đi tới tai tượng của con. Ăn mà cứ nhìn con tai tượng. Mọi người mà mê một món em. Rồi. Con để thêm. Em để thêm rau vào cho mày nhé. Đúng rồi. Lấy rau rồi em. Đã có mấy cái bông điên điển nè. Rồi củ nèo. Rau đắng. Rau dừa rồi cành cua. Quá đầy đủ rồi. Đó, giá luôn. Quá là đầy đủ ít rau hết. Giá sạch má làm nhà luôn. Con cho qua bằng điện xuống trước rồi. Em cho anh thứ ít. Về miền Tây là đựng cái là rau nhiều. Em thích nhất là cái rau mà ăn lẩu mắm này. Rau này ngay. Đúng rồi, ăn lẩu mắm là phải có rau thiệt là nhiều mình trộn vô ăn nó mới ngon. Con đi chợ là miền Tây mình ấy là rất là nhiều loại rau ngon luôn. Cho cái mầm luôn, cái mầm má làm nhà, giá má làm nhà luôn. Đó cái ít ít chân đi con. Rồi đất nhà má con cò bay không hết. Nhưng mà một cái nữa là tụi con về giống sắn nha. Củ sắn hồi nãy là củ nhỏ rồi đang tháng nữa là củ bự. Nó bự nhanh sao má? Bự nhanh lắm con. Trước khi chờ ai mới lấy cái miếng cá tây. Rồi ta tưởng đi em mới đứng bẻ đi con. Này phải bẻ. Bẻ đi con, bẻ bằng tay luôn. Con cái bẻ ngang ở trên đi. Mạnh ra lắc ngang ra. Này ha. Không mà trên chỉ xương sống thôi. Không có chỉ thiếu rồi con à. Đây. Cái đó giòn đó con đưa cho chị bơ đi. Đây. Chị bơ giòn ngon lắm, bơ đó cá xung quanh. Con cá cho con chừa xuống lại. Con thích nhất là cái phần đây. Giòn đó. Này là phải biết cách làm ấy. Tại vì má để đứng rồi chứ mà để nằm là dễ hơn. Để đứng ra thì con biết chia sao nó giòn. Còn để nằm thì nó sẽ giòn một bên còn bên nó mềm. Đó. Ơi. Bây giờ chị sẽ ra tay đi, không có gì vậy mà con. Chị xong thì ăn sau nha. Đây, con ăn trước đi. Con mời má ăn đi má. Con. Mời cả nhà nha. Thôi nó giòn. Giòn khấu luôn. Nó giòn mà giòn tôm lắm. Giòn cái da, cái dãy luôn á. Giòn. Mà cái miếng thịt của nó mềm. Béo. Mấy cả... Này cái phần da má chiên luôn này. Da chiên. Ăn như là... Ăn bim bim không? Bim bim mới ăn đó. Giòn á. Chắc là không có giòn đâu. Rập. Đây má cho má nè, món này quá ngon. Tình thương mất thương. Để con chấm với chấm chéo má. Các con từ Tây Bắc mà xuống tới má là không có chỗ gì để nấu nữa. Quá thương rồi. Chấm chéo và chấm các loại thịt để thử đáng ra là mấy con á là sẽ về Sài Gòn. Nhưng mà khi mà cái hành trình của mấy chị em á là đi miền Tây thì đầu tiên nhất là con về với má. Đúng rồi. Nên là đi đâu cũng được, đi về với má là trước tiên. Đặc biệt các con á đi về với má còn trở lên Sài Gòn. Dạ đúng rồi. Cái đó là mà tấm lòng của con. Sau cái hành trình này thì con sẽ quay lại Sài Gòn có ít việc. Đúng rồi. Con sẽ quay lại Châu Đốc. Và con là cô tình ghé qua má trước. Đúng rồi. Cảm ơn các con nhiều. Qua giống như là má ơi con về miền Tây rồi. Hôm nay là cũng cảm ơn chị Song Hỷ đã dẫn lại Mi Chi Pơ là đến ở Cần Thơ để gặp má Nhi. Chứ là con mong chờ và về lại quán má Nhi từ rất là lâu rồi. Từ trước mình ăn quán má Nhi nhiều rồi. Mình biết là thật sự là tự hào má, quán má toàn món ngon rồi cả nhà. Đúng rồi. Nếu mà cả nhà đến thì quán nhà má không thiếu món gì nha. Đầy đủ các món ăn ở miền Tây. Và quán của má là địa chỉ là khu vực Hới Trinh, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Nếu mà cả nhà có đặt tiệc thì liên hệ với cô là số điện thoại 0939 288 116. Đúng rồi đó con. Mọi người đến thì mọi người uống nhớ là nếu có thời nóng quá mọi người uống bia nữa nhé. Bia gì con? Chữ vỏ bia để là đúng. lên trên Tây Bắc từ thiện cả nhà. Bây giờ là còn có rất là nhiều món ăn như là cá lóc nướng rơm này. Đúng rồi.
À, rồi là món tép chim bột. Tép chim bột. Rồi bây giờ mấy đứa con mỗi đứa cầm một miếng tép ăn không cho má. Nè, đây con lấy cho. Rồi, bây giờ mỗi món ăn là má xin đổi chén để cho tụi con ăn ăn sạch đi. Dạ, vâng. Ừ. Con. Mà đây coi nè. Em cắt đi. Rồi cắt dọn dẹp cái đi. 2 3 vô. Giờ má con ăn món tép rồi cái ăn mỗi một người một cú cá lóc nướng chui nữa cái là ngon con. Dạ. Ngon. Ừ, chấm mắm chua. Thích cho bơi thích chấm chấm chéo nữa ha. Rồi cái cây. Rồi, giờ em nói kia. Mỗi đứa một khúc cá lóc đi. Ừ, tại vì nãy mà con mình nướng á, ngửi thấy thơm á, cứ định bẻ ăn nó này. Rồi, bơi ghé con, bẻ hai được con. Bẻ đôi luôn má. Bưng, bưng cho má bẻ cho. Nè, phải má thì dạy con. Đây, thì má bẻ cho con nè. Để đi ăn con cá lóc thì gì đây đó, ngon quá. Đưa tôi xong nghỉ đi. Miếng luôn đó con. Cho cái này cho má đi, má đi. Nhà đây đây, cho bát má ha. Giờ mình nướng mấy con cá này ngon lắm má con, mình phải ăn cho hết. Cái này nướng xong rồi à, các bạn muối ớt rồi ăn cái này chấm chấm chéo, chấm chéo của anh Hải là tuyệt vời. Rồi vậy đó con, được rồi. Má con mình 4 khúc. Rồi vô đi. Rồi vô luôn, 1 2 3 vô luôn. Vô 1 2 3 vô. Rồi, ăn đi con. Thơm quá. Về chấm chấm chéo này. Cũng nhớ, ngon. Dạ. Quá ngon con ơi. Cái này là chấm chặt chéo này. Trước là mình đi cùng anh Hải chị Tuyên là mình còn nướng trực tiếp rơm luôn á. Rơm luôn. Dạ. Nhưng mà cái này không thua rơm nha. Tại vì dạ. cái ngon quá con ơi. Món nướng thơm quá má. Thơm quá con ơi. Mọi này. Dạ. Này chấm. Nước này là con. Này là con phải chút nữa con phải lên làm một bát cơm nữa má. Dạ con. Ngon quá. Cá thơm quá. Đây, quá ngon ạ. Ngon quá con. Tại vì cá này cá vừa mình vừa nướng xong á. Thật nó tươi mà nó dai mà nó không phải là nó bị tanh mà giống như mấy con cá đồng vậy, cái mấy con cá mà mình nuôi á. Dạ. Nó dai mà nó tanh thôi rong lắm. Còn cá này là má nữa, những cái con cá đồng á. Vì cái con cá đồng á là mình sẽ nhìn ra cái phần bụng của nó. Với lại nó giòn giòn hơn thon á, mình sẽ biết là con cá đồng. Chứ mà cá đùi to lắm. Chị xong thì là cũng viết về chuyện đấy rất là nhiều. Hôm nay là con lời cảm ơn thì không thể cảm ơn hết được má rồi. Về cái tình cảm của má con mình đúng không má? Thật sự là má hôm nay nấu ăn bờ một bầy một bàn thức ăn mà với anh Mỹ Shipper là thật là xa xỉ luôn. Đối với ấy hai cô gái người mình ở trên Tây Bắc ấy là rất là ít khi được ăn các món cá. Tại vì trên con là không có sông nước không má. Đúng không? Dạ, và đặc biệt má rất tâm lý còn chuẩn bị món lẩu mắm cho Ai Mí nữa. Ai Mí là thích lẩu mắm ấy. Biết Ai Mí thích lẩu mắm, rồi biết Song Hỷ thích bánh canh. Dạ, đúng rồi. Rồi bơ thì các cái tự. Thật là con nhiều khi cũng rất là xúc động. Cảm ơn má là và chị Song Hỷ đã đồng hành cùng Ai Mí chị Pơ trong chuyến đi miền Tây này. Tại vì anh chị anh Hải Sapa TV này, rồi chị Tuyên này, chị Diễm là vừa xong đám hỏi, chị anh chị còn rất là bận, có nhiều công việc để làm nữa. Nên là mình sẽ đi cùng với chị Song Hỷ đi xuống miền Tây nha cả nhà. Sau đây là mình cũng cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi đồng hành cùng với Đại Bếp Trên Bảng. Mọi người nhớ là đăng ký cho kênh của Má Nhi, đó là kênh Má Nhi Ông Môn. Má Nhi Ông Môn. Đó, còn kênh của chị Song Hỷ là Song Hỷ Vlog nha. Và đặc biệt là Bếp Trên Bảng nữa. Đây mình cũng xin phép là kết thúc video ở đây. Cảm ơn mọi người nha. Bye bye.